Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming em ơi. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi tối xem livestream vui vẻ em ơi. Tối nay thì Khải sẽ soi cho anh em xem set đồ của cao thủ Mãnh Long, một trong những con long đao đánh tốt kim khá là khác ở cụm châu S8 phần thân kỹ sử này. Hôm nay thì đánh 165 mạng quá khác em ơi. Khải thì được 113 mạng thôi. Anh em ơi, 165 mạng, giết được một sơ xấu và tử vong 28 lần, liên chạm 33, giữ liên chạm khá là tốt. Hôm nay Khải top 8 thôi. Rồi, cho anh em xem xét đồ của cao thủ Mãnh Long nha nè. Đây, một cao thủ đang đứng giữa bản đồ của Khải đây. Sống vì đam mê, bàn sống vì. Và đây xếp đồ của cao thủ Mãnh Long. Hiện tại đang sở hữu mình một cái đao tốc 20, độc sắc 25. Có đao độc sắc, khá là đẹp. Một cái áo 40, 20 chón nó dòng 1 và một dây chuyền chón 30 dòng 1. Hiện tại xếp đồ này đã kích hoàn toàn cả vũ khí hợp mộc dòng 2, độc sắc dòng 2. Và một cái nón kháng loi 29. Kháng loi 29. Một con tay làm chậm 40, một đôi dây làm chậm 40, hai món làm chậm 40 thì được cho mình là 80 làm chậm, một cái áo và dây chuyền 50 chón, đai lưng nữa là 80 chón nha nam. Đó, nhẫn sức mạnh tạ 7, ngọc bò sức mạnh 11, quá tuyệt vời luôn. Và chắc chắn là đi với một nhẫn mọc sinh lực cao, chính xác luôn, tại vì đã kích bao tay dòng 1 nè, quá đẹp. Nói chung là nhìn qua set đồ này anh em cũng hiểu rồi. Với một ạc mà tầm này 80 chón tới 100 chậm thì ạc này bơ cao quá hay nè mày. Với lại đang sử dụng mình một cái kỳ hôm trước là không biết cái gì, mà nếu mà những anh mà nằm trên top nè, đa số là mặt nạ phi phân kỹ năng một cấp như là kháng cả 10. Hôm nay thì Khải vừa được cái top 8 là được kỹ năng này mà đó, không lên top 10 là có kỹ năng này nó hơn xuôi nè mày. Và ạc này đang có cho mình kháng cả 10. Trong ạc này thì sơ sơ thì hiệu ứng 80 chón tới 100 chậm thì quá đẹp rồi nè, không gì để chơi rồi. Bao tay này khoảng tầm 7-8 kim, đây dây này cũng khoảng tầm 10 kim, dây này đẹp rồi nè mày. Đao này chắc cũng vài 30 kim, có thể hơn 2 triệu, có thể hơn 2 triệu, cái đao này có thể hơn 2 triệu đó nè. Ở set đồ này thì nhận nhất vẫn cái đao tóc và sẽ độc sắc, mà cái áo này gọi là áo cũng bình thường thôi, dây chuyền này cũng bình thường thôi, sinh lực cao nó hiệu ứng chón, nón này cũng bình thường 1-2 kim, nhẫn này cũng bình thường thôi, nhẫn sức mạnh cũng bình thường, sinh lực cao, ngọc bội cũng bình thường, sinh lực sức mạnh cao nè mà, sức mạnh sinh lực trong set đồ này được 18 sức mạnh và hiệu ứng thì quá full, sinh lực cao nè mà. Trong thì tính sơ qua set đồ này thì Khải nghĩ cũng trên dưới hơn hơn 3 triệu anh em ạ. Set đồ này hơn 3 triệu nha anh em. Cái đao này cho khoảng hơn 2 triệu rưỡi 3 triệu đi. Rồi cái giày với bao tay này khoảng hơn vài trăm nghìn nữa, Khải nghĩ không gần có thể 4 triệu. Set đồ này tổng thể có thể gần 4 triệu Việt đồng. Cái xác nữa thì khá là đẹp. Cái này tốt bao nhiêu? Cái này thì hàng 157 bơ cao quá hay anh em ơi. Tầm này bơ cao quá hay. Rồi anh em xem video đừng quên để lại cho mình like, một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha, đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và bây giờ Khải lên phong đoạn anh em ơi.